Chui vào ra đây. Mở nước. Đặt đây. Ra đây. Đặt đây đấy. Đây chiếu đây. Chiếu giá thì mình tưởng khoe khoe lên. Chiêu. Rốt xe ở đây. Đấy. Đấy, đấy thế. Cho nó xe nó vào đây. Đấy. Ngon này, đánh thằng mã này lên này, chiêu. Đấy, nó ra đây. Nguyên. Nó đánh được pháo này của mình thì không đánh được, đúng không? Đánh là sao được? Ra chiếu được chứ. Chiếu ra ngoài. Mã quét chết thằng này đi. Kiếm làm gì? Chiếu ra bên ngoài kia kìa. Quét chết thằng này rồi ra bắt thằng xe kia. Ừ. Quét đây rồi ra bắt thằng xe. Chết đi. Trong cái nếp ăn ra bắt thằng xe kia. Trong thằng xe rồi làm ở đây. Chết đi. Thôi, con đừng xuống thì họ đánh như thế này. Để chống vào lỗ thằng này. Lấy cho bác này họ đánh trước. Lại đá mã chung chung được. Lại đá mã chung chung được. Đá mã chung chung được. Thì ăn mẹ này đi nhá. Không dám mã chung. Ăn này đi nhá. Tượng ăn á. Tượng ăn thì. Tượng ăn thì. Tượng ăn nước rồi. Lên mẹ bọn công nước thiếu. Lên mẹ. Nào lên đây này, ví dụ mình có rời pháo đi thì mọi đấu xe thì mình bị nếu đấu mình bị nước đánh chiếu. Chưa ly à? Chưa sao đâu rời nó xe ra rồi xe rồi. Chị đang bán đây. Đang bán lên đây. Quay ở đây ăn tí. Không. Phịch. Phịch cái thằng này để cho ai ăn? Để ra ở lớp chiếu hết á. Cả chết lỗ bùng vào đây đéo được lỗ sao được lỗ lắm thế. Ồ, chiêu lỗ chiêu thịt thịt phát thì chiếu lỗ đây chiếu lỗ đây rồi cái con nếp lỗ chạy đi mà chạy đi con nếp lỗ đây được cơ mà chưa hết chưa hết đánh đã hết đầu rồi mình nhỉ. Bắt chết pháo. 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 Bắt